linkiet.com. Yeah. Đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Linh kiện RC xin chào tất cả anh em. Hôm nay tôi lại rất vui khi được quay trở lại đây với anh em. Và đây là khung cảnh đầm hồng huyền thoại của chúng tôi. Hôm nay trời rất là đẹp, mọi người đang đi bộ rất là đông, tập thể dục, vẫn khỏe để bảo vệ tổ quốc anh em ạ. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là những ai nên chơi Flycam giá rẻ. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Flycam giá rẻ là gì trước khi đến với chủ đề chính nhá. Vậy thì những chiếc Flycam giá rẻ là như thế nào? Đương nhiên những chiếc Flycam giá rẻ là những chiếc giống như tôi đang cầm trên tay ở đây. Nó vẫn có khả năng bay lượn bình thường và vẫn có khả năng truyền hình ảnh. Tuy nhiên là nó sẽ không sở hữu một số tính năng, ví dụ như là GPS giữ vị trí này, giữ độ cao này, hay là động cơ mạnh mẽ này. Tất cả chỉ có trên những dòng cao cấp thôi. Tuy nhiên những dòng này với một chiếc động cơ như này, nó vẫn có thể mang lại cho bạn những trải nghiệm vô cùng thú vị và tuyệt vời. Và đặc biệt là con GW10 trên tay tôi, nó là một sản phẩm nhỏ gọn rất phù hợp với các bạn bay ở trong những không gian chật hẹp, ví dụ trong nhà hoặc là trong một cái siêu thị, một cái mickey nào đó, nói theo tiếng Anh như thế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến mục thứ hai, đó chính là những chiếc Flycam giá rẻ nó sẽ khác biệt với những chiếc Flycam đắt tiền ở những điểm cơ bản nào anh em nhá. Những chiếc Flycam giá rẻ này thì nó khác biệt với những chiếc Flycam cao cấp đương nhiên rồi. Đó là ở những cái tính năng ví dụ như camera này, như động cơ này, rồi những tính năng bay thông minh này. Tôi sẽ nói chi tiết một chút, ví dụ là động cơ. Chúng ta thường thấy những chiếc Flycam giá rẻ sở hữu động cơ có chổi than. Còn những chiếc Flycam cao cấp thì họ sử dụng những động cơ không có chổi than và có nhiều cấp độ, các loại xịn và đều khác nhau anh em nhé. Những cái tính năng ở trên Flycam này cũng là điểm khiến cho Flycam giá rẻ thua kém nhiều so với những dòng đắt tiền, đó chính là ví dụ như là khả năng định vị bằng GPS, tính năng bay thông minh, gần hết pin mất sóng nó tự động bay trở về, hoặc là những cái bay theo người và tất cả những tính năng bay thông minh khác nữa. Và đương nhiên gọi nó là Flycam thì tất nhiên là cái camera của nó cũng là một điểm để tạo nên sự khác biệt. Camera của những dòng Flycam giá rẻ này thì có thể nó có, tuy nhiên là cái chất lượng nó sẽ không được cao và đủ để cho mọi người trải nghiệm thôi. Còn trên những dòng cao cấp thì nó thực sự là một chiếc máy ảnh di động ở phía trên trời để giúp cho bạn thu được những thước phim chuyên nghiệp. Đó, vậy thì sau khi đã biết là Flycam giá rẻ là gì này, Flycam giá rẻ khác biệt với Flycam đắt tiền như thế nào, thì chúng ta bây giờ có thể cùng nhau tìm hiểu là những ai nên chơi Flycam giá rẻ, đúng không? Đó, khi các bạn đã nắm được hai điều tôi nói rồi thì thậm chí các bạn có thể tự mình hiểu được là cái nhu cầu của mình có phù hợp với dòng Flycam nào rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ nói qua cho anh em nhá, ok. Sau khi chúng ta đã biết những sự khác biệt của Flycam giá rẻ và Flycam đắt tiền rồi, thì những ai nên chơi, đương nhiên chúng ta phải chia theo nhu cầu sử dụng và mục đích sử dụng của bạn. Nếu như bạn chỉ cần một trải nghiệm bình thường thôi, không cần phải quá chuyên nghiệp, một trải nghiệm với một chiếc Flycam để có cảm giác chúng ta đang chơi một chiếc Flycam, thì có thể lựa chọn những dòng giá rẻ này. Và những đối tượng không kể lứa tuổi, có thể là các bạn nhỏ hoặc là người lớn cũng để chơi được. Và dòng drone giá rẻ này còn phù hợp với các bạn nào chưa từng chơi Flycam mà còn ngại ngùng khi mua một chiếc Flycam đắt tiền ngay bởi vì sợ gặp phải sự cố, thì đây là những chiếc Flycam giá rẻ sẽ giúp cho các bạn luyện tập những kỹ năng của mình tốt hơn và ổn hơn trước khi lên những dòng cao cấp để bảo vệ cho thiết bị của bạn an toàn hơn. Và đương nhiên rồi, đây sẽ là một món quà vô cùng thú vị dành cho các bạn nhỏ của gia đình của bạn, rất phù hợp để chơi những ngày cuối tuần. Và tôi tin rằng khi các bạn nhỏ nhận được món quà là một chiếc Flycam giống như tôi đang cầm trên tay đây, thì thực sự đó là một niềm vui không thể nào mà kể xiết được. Và các bạn có thể truy cập vào linkiệnrc.com để đặt hàng ngay sản phẩm này nhá. Và nhớ ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh YouTube Linh Kiện RC. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Yeah.